Hãng Reuters ngày 23 tháng 12 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và giới chức nước này cho biết, lực lượng Ukraine đã bắn rơi 3 máy bay tiêm kích ném bom Su-34 của Nga trong vòng 24 giờ ở mặt trận phía Nam, đồng thời cho rằng đây là một thành công đáng kể trong chiến sự. Quân đội Nga chưa đề cập gì đến thông tin trên, trong khi một số blogger quân sự Nga thừa nhận tổn thất này. Còn các nhà phân tích cho rằng có thể phía Ukraine đã sử dụng các tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp. Vào buổi trưa hôm nay ở khu vực phía Nam, Nga mất 3 máy bay ném bom Su-34. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschuk viết trên Telegram hôm 22 tháng 12. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat phát biểu trên truyền hình cho rằng đây là chiến dịch xuất sắc được lên kế hoạch trước. Đã qua một thời gian không có cái tên Su-34 trong chiến tích của chúng tôi. Ông cho biết Su-34 là mẫu máy bay ném bom và tấn công hiện đại hàng đầu của Nga. Tổng thống Zelensky ca ngợi đơn vị phòng không Odessa với thành tích bắn rơi các máy bay trên ở tỉnh Kherson. Chuyên sang Eurasia Daily tại Nga cho rằng thông tin trên có thể là đúng và Kiev dường như đã phóng các tên lửa Patriot có tầm bắn lên đến 160 km từ phía tây sông Dnipro nhắm vào các mục tiêu tầm cao. Chuyên gia hàng không Ukraine Valery Romanenko cho rằng tên lửa Patriot rất có thể đã bắn rơi các máy bay Nga. Ông cho rằng đây là tình huống phía Nga 3 chiếc đang bay cùng nhau và bị bắn hạ. Ông Romanenko nhận định họ đã không tính đến việc Patriot có tầm bắn 160 km đối với các mục tiêu khí động học. Su-34 là máy bay tiêm kích ném bom siêu thanh 2 chỗ ngồi, được thiết kế để tấn công hiệu quả các mục tiêu trên bộ và trên không của đối phương cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Máy bay này mang theo vũ khí tên lửa không đối đất và không đối không tầm xa. Máy bay có tầm hoạt động 4.000 km, có thể đạt tốc độ tối đa 1.900 km/h và có khả năng mang vũ khí có trọng tải lên tới 8 tấn. Hồi tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã chỉ đạo sản xuất thêm các máy bay Su-34. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.